cho bà con bao nhiêu tiền rồi hả chị? Cái này là bằng đồng, cái này có 1 triệu thôi. 1 triệu một cái bằng đồng. Đó. Chị vô kẹp. Đó anh nói chị chưa chồng thiệt hả? Em chưa chồng ba đứa con hả? Chưa chồng ba đứa con. Này hả chị? 60.000 một ký cá ngừ. Một con này chắc cũng ngang ngửa một ký á các bạn. Ở đây bán 60.000 mình thấy giá này được. Đây là cá phi. Đó, cô cầm lên một nồi của biển luôn nè. Trời ơi, nhìn thấy đã chưa nè. Đó, người đẹp và mấy con cua ngon. Xú các bạn. Này cua cũng lứa lứa nha. Đây là chúa chú lớn nè các bạn. Như thường cái gì mình bán cho bà con nhiêu ký hả chị? 150 ký đồng. Là thường đo nguyên bẹ vậy luôn ha. Đó, ai ở gần đây? Trăm sáu hả? Cái này là cá biển đúng không chị? Ồ, ai muốn ăn cá biển thì tới. Quá nhiều hải sản luôn. Cá đục. Cá đục hả? Cá sóc. Cá sóc hả? Cá sóc 50.000 một ký cá sóc. Nhìn tươi ngon quá. 10.000 bó hả con? 25.000. Đó là cúc gì? Cúc mai. Ốc búa hả? Ốc he. Ăn nó the the. Còn mấy cái này là mình biết nha các bạn. Còn như con này là gọi là con gì anh? Sò kim cương. À, sò kim cương. Con này là con gì anh? Con lụa đỏ. Sáng giờ chị bán đắt không? Dạ bán được, bữa nay lễ mà anh. Dạ, đâu bông chẳng. Con em thích cái gian hàng hả chị? Chị tiệc. À, bán cái này ngay chỗ anh cách tình trường gà. Rồi. Xôi mọi người ơi. Đó, ai ở gần đây có muốn ăn xôi? Ai ở gần đây có muốn ăn xôi thì tới đây ủng hộ. Đó, chị có bán xôi đậu đen nè, xôi gấc nè, rồi xôi giò. Nè, bò nè, bò lên đi, rồi thầy quy hoàng. Đó, rồi con cũng. Đây là xôi, thịt xôi nảy nở. Đó. Một bịch là 10.000 các bạn. Cô bán một bịch 10.000. Rồi, quá đắt luôn. Dạ, sáng giờ. Sáng giờ chị bán đắt không? Nói cho khán giả nghe đi. Có mệt, đắt quá không thấy mệt luôn biết rồi. Hiện tại giờ mình bán cho bà con nhiêu tiền? 100.000 ký các bạn. Cá tươi không thì ở đây là biển mà các bạn, các bên biển các bán đắt không vậy? Em thấy bên ngoài tao bán cũng tấp nập ở bên ngoài. Dạ. Quay dưới mấy lên ai cũng than hết trơn. Bà con mình than quá trời. Mặt khô cá lóc ha. Đó, rồi khô cá lưỡi trâu. Khô cá đuối nè các bạn. Thấy nhiều nhiều là khô lắm nha. Chào mừng các bạn đến với kênh Chia Xe Đây. Dạ, mến chào ông bà, cô chú, anh chị cùng các bạn đang xem trên kênh YouTube Chí Xe TV. Rất vui khi gặp lại ông bà, cô chú, anh chị và các bạn trong video tiếp theo của ngày hôm nay. Hiện tại chiếc xe đang có mặt tại trung tâm
thị trấn Kiên Lương, huyện Kiên Lương, tỉnh Kiên Giang. Đây là tuyến đường quốc lộ 80. Nếu ta đi theo hướng này thì xuống tới thị trấn Ba Hòn, tới Hà Tiên khoảng 30 km nữa các bạn. Còn mình đi theo ngược lại thì mình về Cần Thơ nha. Đó. Thời điểm hiện tại là khoảng 7:30 sáng ngày 1 tháng 9 năm 2024. Giờ mời các bạn cùng theo chân chiếc xe để cùng nhau tham quan khu vực chợ Ba Hòn này, chợ Kiên Lương này, xem bà con tiểu thương ở đây mua bán như thế nào nha các bạn. Đó, phía trước các bạn có nhìn thấy đó chính là tuyến đường vào trong chợ nha. Đối diện với chợ là mặt tiền đường quốc lộ 80, và bên đây là phía sau là con sông này các bạn. Rồi sông này thì giữa tuyến đường quốc lộ 80 và đường thủy thì cũng dễ dàng vận chuyển hàng hóa nông thủy sản đến đây để giao thương mua bán. Phía bên đây thì có mấy cô đang bán đồ gãy như thế này là các bạn, rau củ quả thì hình như là mấy cái rau củ quả thì đều giống giống nhau, các chợ đều giống nhau các bạn, chỉ có một hai số mặt hàng nào đó thì nó mang tính chất đặc trưng của vùng miền thì khác nhau, còn rau củ quả thì hầu như các chợ miền Tây của mình thì đều giống giống nhau hết rồi các bạn. Chị bán cá diêu hồng nè, sáng giờ bán được nhiều không chị? 40 kg à. Hiện tại cá diêu hồng ở đây là mình bán cho bà con ở đây mình bao nhiêu một ký vậy hả chị? Ký 60.000. Ký 60.000. Ai có đi đến chợ này muốn ăn cá diêu hồng thì mình ghé vào đây ủng hộ chị. Em chúc chị luôn bán đắt mỗi ngày nha. Dạ. Em cảm ơn chị. Các bạn thì mấy cái mặt hàng rau giống như thế này thì đều các khu chợ miền Tây mình đều có nét hay giống nhau hết nha các bạn. Mặc dù ở đây là cũng dùng ven biển rồi các bạn. Gà chua, chanh. Sáng giờ chị bán được nhiều không? Bán ế hả? Chanh như vậy là chị này chỉ hỏi chanh chị bán nhiêu ký? 22.000 một ký. Hai chục mẹ cho nó chẳng đi. Dạ. Đó. Một mâm luôn nha, chanh gà gừng nha. Sáng mà chị làm được mấy mối giống vậy là coi là rồi bán hết sớm luôn. Dạ, 29 chợ 29. Một bó cải xà lách là 10.000. Đó, thấy không? Chị vừa thì chẳng những đẹp mà còn sộp nữa nha. Được ký. Thôi em chúc chị chủ luôn bán đắt nha. Mình đi qua chợ nha các bạn. Cặp tuyến đường này thì bà con mình ngay đầu chợ cũng bán thức ăn đó các bạn. Đó, cái quán thức ăn nè, đồ quán cà phê nè, cơm sườn, hủ tiếu mì, phở, bánh canh, nuôi miếng rất là nhiều nha. Dạ, xe mình nè, qua lộ đó các bạn. Ok, xong rồi. Các bạn xem nhớ cho chiếc xe xin một like ha, bấm đăng ký kênh ủng hộ chiếc xe với. Bên đây thì có chị bán rau nè các bạn, bắp cải đồ, bí đỏ luôn nè. Sáng giờ bán được không bé? Được. Nay chợ 29 mùng 1 chắc có lẽ là bán được ha. Thôi chúc chị ngày nào cũng bán đắt nha. Đây có mấy anh chắc có lẽ là mấy anh xe ôm. Sáng giờ chạy được nhiều không anh? Đó, mình đến chợ này có xe lớn cũng được hoặc đi bộ cũng được. Có nhu cầu là xe ôm và chở về tới nhà thì ở đây có mấy anh xe ôm đậu đèn ngày nè các bạn. Dạ. Chạy ngày là bắp gan bơ là bơ gan bắp bà con ơi. Lâu lâu bơ mới lại đây bán nhờ bà con. Thôi chúc anh ngày nào cũng đắt khách nha. Ok ok. Dạ. Bên đó thì có quán cà phê giọt nắng các bạn. Mình chờ bà con mình chở người nhà đi chợ đâu đó thì mình vô đây mình uống cà phê. Đúng rất là tiện ha các bạn. Ngay đầu đường thì có một quầy mắm như thế này các bạn, khu vực nghiệp đoàn mô tô khách nghĩa là xe ôm nha. Đây là chị bán mắm này các bạn, mắm rồi thêm lạc xưởng nữa,
đó, mình có tham quan du lịch, có ghé ngang đây muốn mua mắm đem về á, hay là sữa về thì rất là tiện nha các bạn, ngay đầu chợ luôn nè. Đó, mình nè, cô bấm mắm, đây là mắm cây sặc nè, không các bạn. Sáng giờ bán được nhiều không chị? Dạ. Đó, ai muốn mắm cây sặc chị có cái sặc nè, cá linh nè, rồi cá lóc nè, rồi mắm guốc, rồi dưa mắm nữa nè. Như mắm cá linh như vậy thì mình ở đây mình bán cho khách là bao nhiêu tiền một ký vậy hả chị? 1 ký 140. Các bạn có tham quan du lịch hay ở gần đây có đến với chợ Kiên Lương thì ghé đây ủng hộ chị, chúc chị luôn bán đắt nha. À, và bên kia có một quầy uống chai nữa các bạn, không những mình ăn, không những mình ăn mặn còn ăn chai cũng có thể đến chợ Kiên Lương được luôn nghe các bạn. Dạ, đó, một tiếp viên rất là đẹp. Uống chai. Chị bán mỗi ngày luôn ha, chị bán ngày rằm ngày chay thôi. Bán ngày ngày chay thôi ha. Đó. Dạ, một tô như thế này giờ mình bán cho bà con bao nhiêu tiền hả chị? 20.000. 20.000 đây là gọi bún xào hả chị? Bún chay giò chay. Đó, không những mình ăn mặn mà còn rất là nhiều thức ăn chay, ngày chay mình cũng đến với chợ Kiên Lương được luôn nghe các bạn. Thôi em chúc chị luôn bán đắt nha. Dạ. Hôm nay thì một bãi gửi xe các bạn. Mình đến chợ thì tốt nhất mình nên gửi xe như thế này cho nó tiện các bạn. Mình không làm kẹt xe trong chợ nữa. Mình muốn đi giống như mình vừa đi tham quan vừa đi chợ luôn. Rồi. Rất là nhiều rau nè. Rau củ quả. À, chanh tắc. Bắp cải. Ớt. Bên đây là cà na. Khoai mì. Wow, cái này chắc là tới sắp tới chợ bông rồi. Bông rất là nhiều nè, trái cây nè. Cốc. Đây nè. Bưởi. Bưởi thì chắc bưởi da xanh quá. Nho, quýt, măng cầu. À. Bên đây thì cũng chỗ bán quần áo nè các bạn, rồi trái cây rất là nhiều ha, à, người bán đò bán dao đó, à, có một chị xin chào khán giả, đó chị bán dao nghe, sáng giờ chị, chị qua đây chị quảng cáo nha, cho các bạn xem chị bán dao như thế nào, đó, kể cả dao, búa, lưỡi cưa, cuốc nè các bạn, rồi thêm mấy cái khuôn đổ bánh bông lan nữa, đồ nhà ghèn hả chị? Dạ, nó có thương hiệu gì không? Hiệu tên gì không? Tên cái đó là khuôn. Chị đang cầm đó là cái gì? Hả? Cái này giống cái khuôn đổ bánh bông lan quá chị. Đúng rồi, khuôn đổ bánh bông lan bằng đồng nè. À, khuôn đổ bánh bông lan bằng đồng. Dạ. Một cái khuôn như vậy là mình có giá bán cho bà con bao nhiêu tiền rồi hả chị? Cái khuôn này nó bằng đồng, cái này có 1 triệu thôi. 1 triệu một cái bằng đồng. Dạ. Dặn hồi xưa. Chị kèm theo đó là chị bán rất là nhiều dao nè, rồi lưỡi hái nè, rồi búa, rồi cái cuốc, cây cưa, nước đá. Đó, nếu mà mình ở gần đây mà mình có nhu cầu và xài mấy cái dụng cụ này á, thì đến với chợ Kiên Lương thì mình ghé đây mình ủng hộ chị. Chị bán mỗi ngày không? Mỗi ngày luôn. Mỗi ngày ở đây. Em chúc chị luôn bán đắt nha. Dạ. Dạ. Kỳ đó em quay lên thì em mua một. Dạ, em là Chí Xe TV nè. À vậy đó nha. Cái kênh YouTube đó chị. Rồi mình chia sẻ lên cho bà con biết cái chỗ bán của mình như thế nào. Dạ, dạ em cảm ơn chị. Dạ, em bán đây gần 20 năm. Gần 20 năm rồi. Cho nên ít nhiều gì cũng có cái kinh nghiệm trong nghề. Đúng cho nên rồi. Là sản phẩm của chị chắc có lẽ là chắc có rất có chất lượng các bạn. Nhà em thợ rèn mà. Dạ, nhà thợ rèn. Dạ. Rồi em cảm ơn chị nha. Dạ. Dạ. Bà kia. Dạ, đó bên đây là cũng mì đồ chay các bạn. Lò đậu hũ chay. À, rất là nhiều đậu hũ chay nè, đậu hũ Hà Nội. Đây thì cô bán băng nè các bạn, băng rồi bánh lá dừa, rồi măng chua, đường thốt lốt. À, cô bán xôi, rất là nhiều xôi luôn, xôi với bánh tráng các bạn. Bên đây thì bán quần áo rồi các bạn,
đó, quần áo với đồ tập quá luôn nha. Sâm lạnh. Trời chỉ mưa tới rồi các bạn ơi, đen trời hết trơn nè. Không biết chiếc xe có quay kịp mắt mưa không nữa. Gào. Có đọt chạy trong kia nè. Lá thuốc dồi nữa. Sáng giờ cô bán đắt không? Dạ. Nay chợ 29 chắc có lẽ là bán được á cô. Dạ. Thôi chúc cô bán đắt nha. Ở bên đây thì bánh tét. Dạ, người ta ít nhiều gì người ta cũng coi được. Coi được cái chỗ ra chị bán chỗ nào, ta có đi chợ ta ghé đây ta ủng hộ mình, ta mua ủng hộ mình. Dạ. Chị bán rất là nhiều trái cây các bạn, quá trời rồi. Đó, cái gì? Một độn 5.000 hả? Ta quay lên mạng. Một độn bánh tét vậy mà có 5.000 trời. Quá rẻ. Rồi, em chúc chị bán đắt nha. Cô bán bánh tiêu, bánh ú nếp chò này, nếp chò đúng không cô? Đó, bánh ú nếp chò nè, bánh tiêu nè, rất là nhiều luôn. Bên kia thì cô bán xôi, xôi giò. Chợ này buổi sáng rất là đông các bạn, mình cho các bạn xem ăn. Bà con mình đi chợ đông lắm, mình giờ trên cao cho các bạn xem chút nha. 6 cái tô 100 ngàn, 5 cái tô 100 ngàn, 4 cái tô lớn 100 ngàn, 3 cái tô lớn 100 ngàn. Trời cũng đang chuyển mưa các bạn, hy vọng trời đừng mưa nha. Mưa sáng này bà con của quán rất giả lắm các bạn. 5 cái tô 100 ngàn, 4 cái tô 100 ngàn. Quá rẻ đâu, tô nào chén đẹp không các bạn. Ở đây một đường nữa nè các bạn. Đi qua cái đường này cho các bạn xem ha. Trái cây. Đây thì măng nè. Rồi đó coi gặp tràng hải sản luôn các bạn nhìn nè. Cua quá trời luôn nha, rồi tôm sú nữa nè. Rồi con ốc này, con ốc gì không biết nghe các bạn. Ốc mà nhọn nhọn này nha. Các bạn nào biết là cho chiếc xe một mình là có cái ốc gì á các bạn. Trời ơi, nhìn thấy ngon chưa nè. Tôm sú là còn nghêu nữa nè. Rồi bồn bồn nè. Rồi cá biển, cá ngừ, cá nục. Thiệt luôn hả? Cô bán cua. Sáng giờ chị bán được đắt không? Cũng bán được lai gai. Đó, cũng bán lai gai. Các bạn nào ở gần đây có đi đến chợ Kiên Lương á, nếu mà muốn mua hải sản thì ghé đây ủng hộ chị. Đó. Ủa anh đó anh nói chị chưa chồng thiệt hả? Em chưa chồng, em ba con à. Chưa chồng ba đứa con. Đúng rồi, ba đứa con. Đó, ổng ở nhà mà ổng nghe nói vụ chưa chồng thì là tới công chuyện luôn. Rồi, thôi dù sao thì em cũng chúc chị luôn bán đắt nha. Hy vọng mọi người còn khi đến chợ thì ủng hộ chị. Cái bên chị bán cua thì có chị bán cá các bạn, cá ngừ nè, cá biển rất là nhiều nè. Mình có đến chợ hay mình tham quan du lịch, mình ghé ngang chợ Kiên Lương này thì muốn mua hải sản thì mình ghé đây, mình ủng hộ chị nè. Chị bán cá bự bự không? Thôi chúc chị bán cá bán đắt nha. Bên đây thì cá diêu hồng, cá gô, cá chê, cá lóc. Cá biển nè các bạn. Ở đây cũng là thuộc trong vùng ven biển, cách biển của không bao xa đâu các bạn. Cho nên cá biển ở đây rất là nhiều nha. Cá ngừ nè. Sáng giờ bán đắt không chị? Cũng bán lầy dài ha. Dạ, như giá cá ngừ ở đây mình bán cho bà con nhiêu tiền rồi hả chị? 60 ngàn một ký cá ngừ. Một con này chắc cũng ngang ngửa một ký các bạn. Ở đây bán 60 ngàn, mình thấy giá này cũng là rẻ nha các bạn. Cá đục nữa nè. Đó, mình có đi chợ đến chợ thì mình ghé đây mình ủng hộ chị. Em chúc chị luôn bán đắt mỗi ngày nha. Bên đây có cá rô các bạn. Cá rô non nè. Cá này đi bà con mình ở gần đây trong những ngày rằm lễ mình phóng sanh thì cũng được các bạn. Hoặc là về kho cô tiêu cũng ngon nè các bạn. Thôi cá đồng không nha. Em cảm ơn chị nha. Đây là bán đồng hồ. Các bạn thấy đồng không?
buổi sáng ở chợ ở đây rất là dọn dẹp, mặc dù trời đang chỉ mưa, bà con tranh thủ mua bán để kiếm phải về các bạn, mình cũng tranh thủ đi chợ nữa nha. Đây đùi gà, đây món tôm, món ăn nhiều tôm các bạn, tôm tép nha, tôm này tôm thẻ các bạn. Quá trời tôm thẻ bự không. Mới hái rồi hôm nên còn gom không các bạn, rất là nhiều luôn. Gom sú quá trời sú luôn các bạn ơi, đó, sú rồi cua biển đó đó đó, cô cầm lên một đôi cua biển luôn nè, trời ơi nhìn thấy đã chưa nè. Đó, người đẹp và mấy con cua ngon. Dạ, cua kiên lương rất là ngon luôn. Đó. Dạ. Chị đang lựa mua cua hả? Cua này ngon lắm. Dạ, cua này mình làm gì ngon nhất hả chị? Cái này chị về chị hấp. Hấp. Hấp kêu mình luộc vậy đó. Luộc nước dừa hả? Phố về nè. À, những ngày mình ngày nghỉ lễ ha. Dạ đó. Hai con cua. Bên đây tôm sú các bạn. Này sú cũng lứa lứa nha. Còn bên đây là sú lớn nè các bạn. Bắt chị hai con. À. Cua cái này bây giờ mấy trăm này hả chị? 200 một ký cũng rất là rẻ các bạn. Và cua gạch không nè các bạn, mặn nhìn nè, con nào cũng lấy này nè, đó cua gạch không, mà tại đây thì bán có 200.000 một ký các bạn, rất là rẻ nè. Dạ đúng rồi, cộng với lông nhỏ xíu luôn nha. Thôi em cảm ơn chị nha, dạ chúc cô bán cua luôn bán đắt nha. Bên đây thì cô bán hộp gà các bạn, bán chả cá nè, chả cá tắc lát á các bạn. Mình có mua thì mình đến đây mình mua, cô nào về ra mình mua tại chỗ thì đảm bảo với các bạn là nguyên chất 100% luôn nha, không có pha chế gì hết, ở trong chợ Kiên Lương. Chả cá tắc lát bây giờ mình bán cho bà con nhiêu tiền rồi hả chị? 250 một ký là chả cá thiên nhiên đó ha. Đó. Chị bán ở chợ Kiên Lương các bạn, thuộc huyện Kiên Lương của tỉnh Kiên Giang. Còn là chả cá ngoài là chả cá gì hả chị? Chả cá thu. À, nếu các bạn có tham quan hay du lịch ghé ngang. À, hay gần đây mình đi chợ mình muốn ăn chả cá như thế này thì mình đến đây mình mua là các bạn. Chúc chị luôn bán đắt mỗi ngày nha. Đây là chắc cá bà con mình muối xả nè các bạn, muối xả có cái nghệ ghiền gì đó, thấy cái màu vàng vàng nè các bạn. Cái này mình chỉ cần mua về mình chiên ăn thôi nghe các bạn, bởi vì ở đây người ta muối sẵn rồi.
mình không có thời gian mình làm đồ ăn thì mình mua cái này, mình có thời gian thì mình mua cá sống, cá tươi để mình làm theo ý mình. Ồ, một con cá bóp quá trời to luôn các bạn ơi, cá bóp khổng lồ luôn nè, rất là nhiều mặt hàng cá biển như thế này nè. Kênh YouTube này chị, mình rảnh mình vào đây mình xem cho đỡ buồn, Chí Xe TV. Mình chia sẻ cho bà con biết cái điểm bán của mình. Quá trời cá ngừ, cá đục, cá chim, cá sa ba các bạn. Các bạn nhìn thấy con cá bóp này to chưa? Còn cái đó chắc cũng gần cả một mét nè các bạn. Chắc cái này chắc cũng có chục ký chứ không có ít đâu nghe các bạn. Cho các bạn xem ha. Quá trời cá chim này. Cái này cái gì không biết. Cái này giống cá chim quá. Con này gọi là con gì hả chị? Cá cam này các bạn. Ngộ quá. Đó, mình có tham quan du lịch hay gì đó mà hay ở gần đây mình muốn ăn cá biển thì mình vô đây mình ủng hộ chị. Chúc chị bán đắt mỗi ngày nha. Dạ. Chị bán rất là nhiều cá biển luôn các bạn. Quá trời mừng. Đây có đu đủ non nữa các bạn, đu đủ này, hổ qua này, rồi cà, rồi me, nói chung là đủ các mặt hàng gì rau củ quả nha, ở trong đó một nhà luôn, rất là nhiều luôn nè. Bên đây thì đập quá, kèm theo với rau củ như thế này nè các bạn, quá trời rau luôn nè. Thì đẹp quá nè. Đây là chao, nước tương, nước mắm gì đó ha. Rồi xà bông đồ. Cô bán đẹp quá các bạn. Bên đây thì bán quần áo, bán áo nam, sơ mi nam kết hợp với đây là hải sản rất là nhiều các bạn nhìn đi ha. Cá bóp con nào cũng thấy thì quá trời bự luôn các bạn nè. Đó. Rất là nhiều luôn nè. Quá trời. Cá bóp con nào cũng thấy bự bự không các bạn nè. Sáng giờ bán đắt không cô? Đó, mình ở gần đây mình muốn mua cá biển giống như thế này thì mình tới đây mình mua mình ủng hộ cô nè các bạn. Cô bán cũng rất là nhiều mặt hàng nha. Đó. Chúc cô luôn bán đắt nha. Dạ. Bên đây thì cá ngừ, cá đục, cá ngân, cá sọc, đủ các loại ha. Còn dưới đây là mấy con bạch tuộc ha các bạn. Rồi học dịch học gà. Rồi bên đây thì bà để bán thịt heo. Các bạn xem nhớ bấm cho chiếc xe xin một like nha. Bấm đăng ký kênh để ủng hộ chiếc xe. Bên đây thì rau củ. Trong chị bán rau nè các bạn, rau rất là tươi ngon nha. Mình ở gần đây mình đi chợ thì mình ghé đây mình mua mình ủng hộ. Rau dền nha các bạn, rau dền trồng nè. Bông súng ở đây nhìn rất là ngon các bạn. 4, 7, 5, 7, 5, 9 luôn. Cây nghe bạn, nhãn nè, rồi mồng bon nè, nho, lựu, táo, bắp, rất là nhiều nha. Bác qua YouTube. Gì vậy? Bác tên gì ạ? YouTube bác tên gì? Dưa hấu. Măng nè, ký 15.000 hả chị? Rẻ quá, rẻ luôn, có 15.000 ký. Măng này biết, măng này là gọi là măng gì hả chị? Măng tre mạnh tông. Còn cái còn cái mục xanh xanh. Cũng tre gì đó, cũng tre đó, tre gì dạ. Măng tầm dông hả?
15.000 ký. Sáng giờ chị bán được nhiều không? Sáng giờ mới bán. Con ông anh đúng ở hàng. Thôi em chúc chị bán đắt nha. À. Nè lên YouTube đi. Ngon. Ông em trai. À. Là gì có mấy cô bán cá đối. Rất là nhiều. Đó, cá đối nhìn tươi ngon quá. Cá đối này là sugi nè. À. Sáng giờ cô bán cá được nhiều chưa? Bữa nay bán chậm quá rồi. Bán chậm. Này này chắc là ăn chay nhiều quá con. Nay 29 mà. Cái này mình tự bắt được hả con? Không có, cá cào hả? Cá lưới á, cần cá lưới. À, cần cá lưới, cần đi bắn lại ha. Ngày mình kiếm 7 triệu, 2 triệu cũng được ha. Cô cười luôn. Thôi, chúc cô bắn đắt nha. Đó, mọi người có ai muốn ăn cá đói thì có đi chợ thì tới đây mình ủng hộ. Dạ, em cảm ơn. Đó, má bán cái sugi nè các bạn. 10.000. 10.000 nữa ký á má. À, má bán ký 20.000 các bạn. Ký 30 vậy là 10.000 à. 300g giác. Bắt quá cho thêm trái hai trái em á. À, còn chúc má bán đắt nha má. Ừ, trong đây là cái bãi đậu xe cho bà con tiểu thương vận chuyển hàng hóa tới đây các bạn. Xe tải không nè. Đó, cô bán ba khía luôn. Ở trên chiếc xe Honda. Ai muốn ăn ba khía như thế này thì tới đây gặp cô bán. Hiện tại giờ mình bán cho người ta nhiêu ký hả chị? 1 ký ba khía muối 70.000 một ký. Đó. Em à, chúc chị bán đắt nha. À, đây mua bán nhào, bán rau dường nè các bạn, hành na, rồi có sen, à, chuối nè, bông bí. Dạ. Sáng giờ chị bán đắt không? Bán ế chết. Chị nói nghe thấy thương chưa các bạn, bán ế chết. À, phải làng bắp. Dạ, bông bí như thế này giờ mình bán cho bà con bao nhiêu tiền ký gì hả chị? À, 40.000 một ký. Đó, còn rất là nhiều mặt hàng khác. Mình ở gần đây mình có đi chợ thì mình muốn mua nhào hay mua bông bí thì mình tới đây mình ủng hộ chị. Em chúc chị luôn bán đắt nha. Dạ, em là YouTube Chí Xe TV nha. Nè, kênh YouTube của em nè, chưa chị mình rảnh mình vô đây mình xem mình thấy mình ở trong đó. Nhớ cho em một like nha. Bên đây thì anh bắn thớt. À, tấm thớt quá trời dữ. Cái đồ đậu dừa rồi ghế đai cái các bạn. À, chị bên đây thì chị bắn thịt heo trên chiếc xe giống như thế này. À, ai muốn mua thịt heo thì tới đây mình mua, mình ủng hộ chị trong chợ Kiên Lương nè các bạn. Chị bán mỗi ngày luôn hả chị? Dạ, sáng giờ chị bán được nhiều chưa? Bán cũng hai chai nữa. Dạ, giờ này chợ chai à. Dạ. Nhưng mà được có một cái là ngay ngày lễ. Bà con đi lễ về nhiều. Dạ. Rất là ngon các bạn nhìn nè, chị bán này, thấy không? Đó. Đây này, đây này còn đi quay nữa. Dạ. Quay chợ. Như thường như vậy mình bán cho bà con nhiêu ký vậy hả chị? 150 ký anh. 150 ký là sườn non nguyên bẹ vậy luôn ha. À, đúng rồi. Đó, ai ở gần đây có đi chợ thì hay tham quan du lịch ngang đây mà có muốn mua thịt heo thì mình mua ủng hộ chị các bạn. Dạ, Kim Lương mua ủng hộ cho bà con nha. Dạ, em chúc chị luôn bán đắt nha. Dạ. Dạ, em YouTube Chí Xe TV. Khi nào mình rảnh mình xem rồi mình chia sẻ lên thay đồ cho bà con biết cái chỗ mình bán ra thế nào, ta có đi ngang ta ghé ta ủng hộ mình. Bà ngoại ơi, bà ngoại bán gì vậy nè? Sáng giờ ngoại bán đắt không? Bà ngoại bà cười các bạn. Măng các bạn quá trời măng luôn nè ha. Ngoại bán măng nè, bán tô hủ nè. Và thêm rau cần, rau muống, rau ngổ. Đó, ai mình đi chợ mình muốn mua rau thì mình tới đây mình ủng hộ bà ngoại. Con chúc bà ngoại nhiều sức khỏe nha. Dạ, ngày nào ngoại cũng bán đắt nha ngoại. Dạ, đây hết rồi các bạn, có một cô bán xe đó. Còn mình quay lại trung tâm chợ nha các bạn. Ở đây có các bạn hiểu cấm ô tô nha. Ô tô thì không được vào chợ. Không những chợ này mà tất cả những chợ khác đều cấm ô tô hết trơn nha các bạn. Quán thịt chuột. Thì có một cái quán cà phê rất là đông luôn các bạn. Thường thường mà cái quán cà phê mà nằm ở quanh khu vực chợ thì quán nào mình thấy cũng đông hết trơn các bạn.
quá đông. Đây ổi nè, cà na, cốc khoái, chuối, chuối cao. Các bạn nhìn thấy rất là nhiều luôn kìa. Đó, nguyên team đi chợ. Hello, gặp mấy cô. Rau nhúc, ai mua rau nhúc đây? Sáng giờ bán đắt không chị? Dạ. Ủa này chị lặt sẵn luôn hả? Cái này mình khoái trồng lại đó, hái đọt không à? À, chỉ hái cái đọt thôi ha, còn cái gốc không có hái. Ủa đọt vậy mình bán cho bà con nhiêu ký vậy chị? Ký 40 ngàn. Khỏi về khỏi lặt nữa các bạn, chị lặt sẵn hết rồi. Dạ, mình khoái trồng lại đó, hái đọt không à? Dạ dạ. Em chúc chị bán đắt nha. Dạ. Đem mây, lụ, rồi đậu. Đó, rồi rất là đẹp, nhiều trái cây lắm mà các bạn. Mình có tham quan du lịch hay gần đây, mình cũng mua trái cây á. Thì mình vào đây chợ Kiên Lương nè, có một chị gái bán ở đây rất là nhiều mặt hàng như thế này nè. Đó. Như là bây giờ bán cầu như vậy là mình bán cho bà con nhiêu tiền ký hả chị? Bán cầu như thế này nè, mình bán cho bà con nhiêu tiền ký hả chị? 1 ký 50 ngàn. Còn bán cục cũng bằng giá luôn đó. Đấy, gần đây có đi chợ thì muốn mua trái cây tới đây mình mua, mình ủng hộ chị trong chợ Kiên Lương. Dạ, em chúc chị luôn bán đắt nha. Đó, này bông nè các bạn, rất là nhiều bông nha. Bữa nay là chợ 29 cho nên bà con tới đây mua bông rất là nhiều. Đó, trồng đó nữa các bạn. Cho ngắn ngắn lại cho dễ chở. Đó, tắt đèn xe luôn chế ơi. Vậy đây. Dạ. Có một chị đẹp bán trái cây tại chợ Kiên Lương. Chị có bán có cam 2 kg 15 ngàn các bạn. Rồi thêm bưởi nè, rồi quýt, rồi cốc. Dạ, rồi cốc cày, rồi ổi, thanh long. À, chị bán rất là nhiều trái cây luôn. Sáng giờ chị bán đắt không? Chị bán ở đây mỗi ngày luôn hả? À, nếu các bạn ở gần đây có đi chợ muốn mua trái cây thì ghé đây ủng hộ chị bán mỗi ngày trong chợ Kiên Lương. Em chúc chị luôn bán đắt nha. Dạ, em là YouTube Chí Xe TV nha. Dạ, mình chia sẻ lên cho bà con biết cái điểm của mình bán. Bà con biết đi chợ thì ta ghé ta ủng hộ mình. Dạ, người đẹp mà đâu phải dễ dàng thì cho số điện thoại được. Dạ, chị bán cá này bây giờ nhiêu ký hả chị? 160 hả? Cái này là cá biển đúng không chị? Ồ, ai muốn ăn cá biển thì tới đây ủng hộ chị. Sáng giờ chị bán được nhiều chưa? À, hết mâm rồi nè các bạn. Thấy không? Chị bán giỏi không? Thôi, em mong sao cho chị bán đắt mỗi ngày nha. Ngày nào cũng bán đắt y vậy nha. Ok, bên đây thì bán gà vịt nè các bạn. Gà vịt làm sẵn ha. Nhiều rau dừa các bạn, đậu lan, rồi mồng tơi nè, đó, rất là nhiều mồng tơi luôn nha, bông súng nữa. Đây thì có bán khô, bán cá ngừ, cá lóc, cá bắt lộ hả cô? Bắt bự. Cá bắt bự. Bắt bự cá lóc. Dạ. Bắt bự vậy là mình bán cho bà con nhiêu tiền cái gì hả cô? 65 ngàn. Ăn vô 55 rồi. Cành 55 rồi, kiếm ký 1 ngàn 2 ngàn thôi. Còn cá lóc này cô làm nhà hả? Làm nhà ngon lắm. Dạ, cá lóc này mình bán cho bà con nhiêu tiền hả cô? 200. 1 ký là 70 rồi, sống rồi, 3 ký là 201 rồi. 3 ký 201 rồi. Rồi cắt đầu 200, nữa ha. Cắt đầu đi kỳ ướp thành rẻ bán lại đổ, dạ. Mình lấy vốn lại thôi. Dạ, đó, nếu các bạn gần đây có đi chợ hay tham quan du lịch ghé ngang đây mà muốn mua cá lóc
mà làm khô rất ngon nữa. Thì mình ghé đây mình ủng hộ chị, hay là mình nè, ở Ký mở hàng à, mình... ngon rất ngon Ký mình... nè Ký đi, mình ở xa thì mình chị gửi cà. Chị gửi ship tới nơi cho mình luôn cũng được các bạn, chỉ cần mình có liên hệ với chị thì chị ship tới nơi cho mình luôn. Rồi em chúc chị luôn bán đắt nha. Cảm ơn nha. Dạ. Ờ, đây thì bán rau củ nè các bạn. Mưa tiêu đường. Dạ, đó, bán mực. Mực con mà tuột quá trời bự luôn. Con đó kéo luôn cái dài cả thước nè các bạn. Nè. Trời ơi, khổng lồ luôn nha. Rồi. Quá nhiều hải sản luôn. Mà tuột cả cá ngừ nữa, cá sòng. Wow. Để các bạn xem con nào cũng đấy nhìn thấy ngon lắm nha các bạn, cua xanh nha. Để đây kế bên biển chắc lẽ mới bắt ra qua kia vậy, ngày vậy các bạn, cho các bạn xem con bự lắm nha. Ký lô 7 nhiều tí mình không biết, chị đang lộ bù quá mình không hỏi cho bạn, các bạn nghe được ha. Bên trong thì mấy bà con bán rau củ bầu bí mớp nè, thì khóm nè, rồi củ kiệu, thì ấu, quá trời khóm, khóm mấy cô gọt sẵn luôn các bạn nè. Đây nè, chả cá thắt lát nè các bạn, rất là nhiều luôn. Ôi nè, dạ các bạn nhìn thấy rùa nè, đã chưa, về miền Tây mà các bạn thấy đúng là thiên đường đặc sản luôn các bạn, cái gì cũng có hết trơn nha, rất là ngon. Rồi, chả cá sắc lan, em chào chị chả cá. Sáng giờ chị bán được nhiều chưa? Mày gai ạ. Dạ đó, chị nào tại chỗ bán tại chỗ. Nếu các bạn muốn ăn chả cá thắt lát thì vào chợ Kiên Lương, ghé đây ủng hộ chị. Em chúc chị bán đắt nha. Dạ. Rất là nhiều cá biển các bạn này. Quay đi đăng lên cho tôi bán cho con. Dạ. Hết nè. Tôm thẻ nè, cá lóc nè, cá biển nè. Rất là nhiều luôn. Ừ, cái ông sờ sờ luôn á. Sờ bắn đổ lại bắt được đi. Ngày nào cũng kêu ông lại sờ. Đó, cá mọi người ơi. Ai có ăn cá thì tới đây ủng hộ chị. Dạ, em chúc chị bắn đắt nha. Ghẹ, ghẹ bông nha các bạn. Cá ghê, cá bóng sao, cá bóng sao vậy nè các bạn. Rất là nhiều. Đó, cô bán khóm, còn khóm luôn. Cái gì ạ? 50 ngàn. Cá này gọi là cá gì chú? Cá đục. Cá nục hả? Cá sóc. Cá sóc hả? À. Cá sóc 50 ngàn một ký cá sóc. À. Nhìn tươi ngon quá. Cái này là muối chiên. Ở đây mình gần biển mà hết không chú? Ok. Dạ, 50 ngàn một ký muối chiên là nhất khách luôn. Lấy củ hơi mỡ về kho, anh nấu canh ăn chú. Là đúng bài luôn ha. À, cảm ơn chú. À, tôi bán đắt quá này các bạn. Được, dạ, đó, dạ. Bán, con này gọi là con gì hả chị? Cá hường. Con cá hường biển ha. Dạ, hường biển. Hường biển. Cá này cá biển không à? Dạ, cá biển không à. Hường biển là mấy chục hả chị? Bảy chục. Ai ở gần đây có đi chợ Kiên Lương muốn ăn cá biển thì tới đây ủng hộ chị. À. À. Nhiêu thì nhiêu. 20 ngàn. Được rồi. Dắt chút thêm để luôn đi chị bạn. Cho thêm, dắt thêm con nữa. Em chúc chị bán đắt nha. À, quá trời khớp luôn.
tôm các bạn, tôm thẻ, tôm sú, các bạn nhìn tôm sú con thấy ngon lắm các bạn, tôm sú thì lúc nào cũng ngon, chắc thịt lắm các bạn, thấy không, thẻ nè, đó rồi cá, cá bóp đấy các bạn, bực bực tuột chị cũng bán chả cá đắk lát nè các bạn, mình có mua cá đắk lát mà tới đây mình mua chị các bạn rất là nhiều luôn nè. À cái này chả mình chiên sẵn luôn hả chị? Dạ. Chiên sẵn là chả đắk lát luôn hả chả cái gì? Cá thu. Chả cá thu. Đắk lát chiên ai mua đang chiên luôn. Dạ. Chả cá thu mình chiên sẵn mình bán cho bà con nhiêu ký hả chị? 150 một ký các bạn. Đó, mình có tham quan hay du lịch thấy gần đây có đi chợ mua hàng hải sản thì mình ghé đây mình mua mình ủng hộ chị. À, rất là nhiều mặt hải sản rồi chả cá thắt lát, chả cá thu nữa nè các bạn. Em chúc chị bắt đắt mỗi ngày nha. Dạ. Đồ băng bánh các bạn, đồ bình cái mâm bánh gì nè. À, người miền Tây rất là mộc mạc nha các bạn. À. Dạ. À, rất là nhiều. Sáng giờ chị bán đắt không? Dạ, cái này chợ chợ tương chắc là đồ gãy mình bán đắt hả chị ha. Dạ, chị bán rất là nhiều mặt hàng đồ gãy giống như thế này, rau củ các bạn. Có tiêu, ớt luôn nè. Mình có gần đây có đi chợ thì mình muốn mua đồ gãy như thế này thì mình ghé đây mình mua mình ủng hộ chị. Em chúc chị luôn bán đắt nha. Dạ. Em là YouTube Chí Xe TV chị. Trưa chiều mình rảnh rồi vào đây mình xem. Nhớ cho em like nha. Một miếng 10.000. Sáng giờ bán đắt không anh? Sáng giờ bán được có ai bán. Hy vọng chút xíu nữa anh sẽ bán đắt. Miếng 10.000 các bạn. Rất là nhiều luôn. 10.000 một miếng. À. Rau củ quá trời nhiều. Tôm bạc các bạn, tôm bạc, tôm thẻ gì nè ha, mình không biết nữa, miễn có con tôm là được nha, tôm sú nè, con bạch tuộc nè, con tép nè, con cá biển nữa nè. À, còn bán tép, tép tôm quá trời luôn, tôm này chắc tôm biển quá các bạn, cái chốt nữa nè, nhiều. Cái này là tôm biển hay tôm sông chị? Tôm biển. Ai muốn mua tôm biển thì tới đây mình mua mình ủng hộ chị trong chợ Kiên Lương nè. Sáng giờ chị bán được nhiều chưa? Tôm mới chị em ơi. Dạ tôm mới lên ha. Còn tươi rồi gói luôn. Tôm mọi người ơi. Dạ em chúc chị luôn bán đắt nha. Bông cúc Đà Lạt 10.000 đồng một bó. Cô mua hết bó rồi. Dạ, yeah. Cúng à, cúng một thằng tài hay làm gì cô hay chân? Dạ, em ở Vĩnh Long. Dạ, cô ở gần đây hả? Cô ở gần đây hả? 10.000 bó hả cô? 25.000. Đó là cúc gì? Cúc mai 25.000 bó. Dạ, hôm nay là ngày tương hả cô? Mua về mình chân ha. Dạ em cảm ơn cô, chúc cô nhiều sức khỏe nha. À, 10.000 một bó. À, cô bán trên thúng bánh tét các bạn. Đây có một tiệm thịt heo, chị bán rất là nhiều thịt heo nè các bạn. À, dạ sáng giờ chị bán được nhiều chưa? Wow, chị giỏi quá, ngày chị bán 2-3 con các bạn. Đó, mình ở gần đây mình có đi chợ, mình muốn mua thịt heo như thế này thì nhà mình có đám tiệc á thì mình tới đây mình trực tiếp mình liên hệ với chị. Đó, hoặc là mình bán quán hay bán cháo hủ tiếu gì đó thì chị sắt ra chị chặt sẵn luôn cho các bạn luôn. Hiện tại bà gọi như đây mình bán bà con nhiêu ký? 120. Còn là như là tóc lết thì chị? Trăm mốt, thì trăm rưỡi đó, trăm giòn trăm. Chị công khai giá cả cho các bạn cùng biết ha. Nếu mà các bạn đặt như đám tiệc 50 kg thì có thể chị bớt xuống vài ngàn. Đúng cũng rồi. Được
miễn ship luôn ha. Đúng rồi. Dạ, thôi em cầu mong sao cho chị luôn bán đắt mỗi ngày nha. Dạ. Dạ. À, cá diêu hồng nè, cá gô nè, cô bạn cá lóc cho bà con mình luôn nha các bạn. Dạ. Dạ, mình sẽ các bạn có coi được video này thì nếu có đi chợ thì ghé đây mua cá đó, hoặc là mình nhờ chị xẻ khô giùm chị xẻ luôn cho các bạn luôn nha. À. Dạ đúng rồi, nhiều khi những khán giả ta không ở gần đây mà ta ở trên đâu thuốc trên thành phố không chừng nữa, ta coi được thì liên hệ với chị. Rồi chủ yếu là mình gửi tiền về, chị ship hàng lên tới nơi thôi các bạn. Cũng là rẻ hơn các bạn mua tại chỗ ở chợ nữa. Dạ. Đó. Thôi em chúc chị luôn bán đắt mỗi ngày nha. Rồi, cảm ơn chị ơi. Dạ. Trời nè. Dạ. Trời nè. Đó, mọi thứ là cô vô bịch sẵn các bạn. Mình khỏi cần canh, mình chọn bịch nào thì mua bịch đó luôn các bạn. Rất là tiện lợi, khỏi nổi canh bất công nghe các bạn. Màu bí bớp nè. À. Cà chua nè. Sake. Rồi rất là nhiều gà vịt làm sẵn các bạn. À, trái cây quá trời luôn. Mua giùm mọi người ơi, mua giùm gà đi. Sáng giờ cô bán đắt không cô? Chúc cô bán đắt mỗi ngày nha. Dạ. Quá trời trái cây luôn. Ai muốn mua trái cây ở gần đây, mình có tham quan du lịch hay ghé ngang đây đi chợ mua làm quà biếu hay về chưng cúng hay ăn thì tới đây có một anh trai bán trái cây, anh đẹp trai mà bán trái cây ngon nữa. Bán đắt thứ gì chịu nổi. Sáng giờ anh bán được nhiều chưa? Anh đã bán rất là nhiều mặt hàng như thế này các bạn. Mình nói thiếu lầm cho nó vui thôi, cho các bạn coi các bạn đỡ chán, chứ anh bán rất là nhiều nha. Có chân là những hàng nội địa như là mấy mặt hàng truyền thống mình ngày xưa các bạn, giống như quýt đường nè, rồi chôm chôm đó, còn những cái hàng ở đây không có thì có thể nhập khẩu ở những cái tỉnh bạn lân cận đó, ai ở gần đây muốn mua thì tới đây mình ủng hộ. Em chúc anh trai luôn bán đắt nha. Dạ. Đẹp trai cười có duyên, đúng rồi anh trai, anh trai nha. Nè, bên đây thì bà con bán giống như một cái tiệm quầy lưu niệm đó các bạn, nó bán ba lô rồi túi sách rồi mỹ phẩm nữa nha. Bán giống như bán điện tập quá à các bạn. Có xà bông mà ngang thì lúc mấy ngày mình mua thì tới đây mình mua các bạn. Rất là tiện lợi nhiều mặt hàng. Ở bên đây thì cô bán bánh các bạn, bánh cam, bánh tiêu nè, bánh bò, ồ quá trời bánh dân gian luôn, nước sâm, nước é gì nè, có nhiều lắm. Cốm nữa nè. Sáng giờ mình bán đắt không chị? Dạ đó. Thì bán ở đây cái bên là có quầy mỹ phẩm, quầy bánh quá giống như thế này các bạn. Có mua thì tới đây mình ủng hộ. Em chúc chị bán đắt nha. Tắc nè các bạn, chanh, rồi củ sắn, tàu hủ nè, rồi đó rất là nhiều trứng gà, trứng vịt luôn. Hy vọng là đừng có mưa các bạn ơi, trời âm u quá. Các tiểu thương ở đây thì cũng nhờ mua bán vào buổi sáng các bạn. Sáng mà làm đám mưa là ngồi trong bóp bọc luôn. Quá trời hải sản các bạn nhìn nè, tôm thẻ con nào nó bự bự luôn các bạn. Cua biển nè, quá trời cua luôn nghe, ổi nghe, khóm nè. Đó, mình có đi chợ mình muốn mua thứ mấy mặt hàng này thì mình ghé đây mình mua. À. Cái bên đây thì bán giống như điện gia dụng nè các bạn, có quạt máy, có ống nước, có đủ thứ các mặt hàng ha. Một cục. Các bạn nhìn thấy mấy cô ai cũng có ra chợ về cũng có bó bông giống như thế này các bạn. Dạ. Dạ. Về chân thôi. Má bán rất là nhiều rau vườn luôn nè. Rau lan nè, lá thịt dồi nè. Sáng giờ má bán đắt không má? Bán đắt thế này chẳng có ai mua. Dạ sao mưa. Dạ, con chúc má nhiều sức khỏe nghe. Ngày nào má cũng bán đắt nha má. Dạ. Dạ, con cảm ơn. Đó, mấy cái đồ sắt nè các bạn. Dịch và ống nước nè. Đó, rồi cái thùng, cái thao, đủ thứ hết nè.
rồi hột gà, hột vịt thì to lắm nha các bạn. Giống như con vịt mới đẻ ra vậy các bạn, còn bùng không nè. À, người ta bắt được ở dưới ruộng hay gì các bạn. Rất là nhiều nè. Đây thì tiệm bán giày dép nè. Đó, cô đẩy nước đi bán, nhìn thấy đẹp quá. Một chiếc xe nước luôn. Ở bên đây là giống như cái khu trong nhà lồng, cái khu trung tâm rồi các bạn. Chút chiếc xe đi bên ngoài xong rồi chiếc xe đi dành có cho các bạn xem ha. Đó là bán trái cây. Quá nhiều rau củ luôn. Rau má nè, bầu mướp, hột vịt. Hột vịt thì mình chiên, rau má thì mình nấu canh, mướp thì mình xào. Đó, chị bán đắt quá hết rồi, một mâm mà chị đem cái mâm khác ra nè. Trái cây quá trời luôn. Bưởi da xanh, chôm chôm. Đó, cô ngồi cô cắt chôm chôm. Nhớ mùa chôm chôm trước. Sáng giờ mình bán đắt không cô? Dạ, mình ở gần đây có đi chợ muốn ăn trái cây như thế này thì mình ghé đây mình ủng hộ. Em chúc cô bán đắt nha. Đó, đây thì bán giày dép, vớ nón thì các bạn. Đủ hết rồi. Bánh u nếp giò, rồi gầu má, bánh bò người Chăm hay gì đó, bánh bò này bánh bò chắc bánh bò thúc lốt à các bạn, phải không chơi? Bánh bò thúc lốt, bánh u nếp giò sáng giờ là chị bán đắt không? Lúc này bán chậm ha, đó thấy không? Hai cô mua bánh đi. 5.000 một bó lọc vàng các bạn. Chị 5.000 một bó rau lan. Trong đây bà con mình mà bán quần áo rất là nhiều nè các bạn, mình nhìn thấy không? Quá trời trái cây luôn nè. Trái cây thì đa số cũng các nơi cũng đều giống giống nhau hết nha các bạn. Hồng, quýt, cam, táo. Đó, khô nha, quá trời khô ngon luôn. Khô chặt, khô lóc. Khô lóc này chắc lóc một nắng hai nắng vậy nè các bạn. Một nắng nè, cái này mà chiên thì thôi rồi luôn. Thôi rồi lượm ơi ha. Đó, cô bán bánh tay yến, cô chiên tại chỗ. Đây là ngó sen nè các bạn. Trái cây nha, xài quá trời trái cây luôn. Các bạn thấy là quá trời trái cây nè, bưởi, cam, ổi, mận, xài non là nhiều trái, có người cốc, người mận, người quýt, mận cầu, rất là nhiều luôn nè, chôm chôm nữa. Đó các bạn ơi, nhìn thấy đó là cái bảng hiệu của chợ Kiên Lương đó các bạn. Bảng hiệu này chắc có lẽ là lâu dữ lắm rồi các bạn. Nhìn thấy ra nó giống như nó cổ kính lắm rồi nha, thấp tè tè ở dưới. Đây kìa, rất là nhiều bông luôn nè các bạn. Quá trời bông, bông cúc lưới à. Cúc và bông đồng tiền nữa nè. Bông hồng, bông Đà Lạt nha.
muống, hùng súng nè, nấu canh chua luôn, bông sen, có sen, à bông bí vàng đúng không con? Dạ, đó là ta mua mình lặt sẵn cho người ta luôn hả? Rồi, nhìn thấy ngon quá các bạn nè. Vậy là mình bán lên cho ba bà con mình nhiêu ký hả chị? 30.000 một ký cũng rất là rẻ các bạn. Ai muốn ăn bông bí thì mình tới đây mình mua, mình ủng hộ chị nè các bạn trong chợ Thiên Lương nè. Còn như gói sen như thế này mình bán nhiêu ký hả chị? À, một ký 60. Còn bông súng mình cũng bán y chang vậy luôn hả chị? Rẻ quá ha, 15.000 ký quên bông súng rồi. À, em chúc chị luôn bán đắt mỗi ngày nha. Đó, các bạn có đi chợ muốn ăn bông súng hay gói sen gì đó thì tới đây ủng hộ chị. Em cảm ơn chị. Đây nè, các bạn nhìn nè. Cái đường này bà con mình bán con ốc, con nghêu, mấy đồ hải sản, con sò đồ rất là nhiều luôn nè các bạn. Từ đường đây tới đều đẳng luôn nha. Mình nè, review cho các bạn xem ở đây ha, bắp khía nè, rồi mắm bắp khía trộn ha, rồi dưa mắm, rồi dưa leo, đó, ốc bu nè, mấy thao ốc bu luôn, ốc lát nữa nha, đó, rồi con sầu huyết nha, con lụa, con nghêu, sắc sặc, sặc vàng, sặc cái hột nắng nha bạn. Có phải ốc ốc giác, ốc chuối, ốc gì, không biết con này gì nha chị, mình biết con này gì nha, cái màu nó sặc sỡ đẹp lắm các bạn, rất là đẹp ha. Còn ghẹ, ghẹ bông như vậy này, sống đang chạy oxy luôn nè các bạn. Mình ở xa mình mua mấy con gậy sống về cũng rất là ok các bạn, bỏ luôn thùng mình ốp đá cũng ngon nha. Đó là cam nè, khoai từ. Ở trong đây thì bán giống như bán tiệm tạp hóa đồ ăn xén luôn các bạn, ly bình tách đó, rất là nhiều nha. Cái bình uống nước đá là cũng có nữa nè, mặt chổi nè, một ba chiếu ốc quá trời rẻ luôn, rẻ rồi ốc lát, ốc móng tay, rồi nó con hào, thiên đường hải sản luôn các bạn ơi, quá trời luôn. Mình có tham quan hay du lịch gì đó mà mình đến đây mình muốn mua hải sản như thế này thì quá trời nhiều nè các bạn ha. Mình ghé vô chợ Thiên Lương thôi. Anh cho em hỏi con này là con gì anh? Dạ, cái đó ốc búa thì kêu ốc he anh. Ốc búa hả? Dạ. Ốc he hả? Dạ, búa. Ăn nó the the. Còn mấy cái này là mình biết nha các bạn. Còn như con này là gọi là con gì anh? Dạ, con sò kim cương. Sò kim cương. À, sò kim cương. Con này là con gì anh? Con lụa đỏ. Con lụa đỏ. Đó, nếu mình có tham quan du lịch hay ở gần đây mà muốn mua hải sản giống như thế này nè. Đó thì ở trong chợ Thiên Lương á có anh đẹp trai anh bán hải sản rất là nhiều. Anh bán mỗi ngày ở đây luôn hả? Dạ, đó các bạn có đến với chợ Kiên Lương thì mình ghé đây mình mua, mình ủng hộ anh. Em chúc anh luôn bán đắt mỗi ngày nha. Dạ. Em là Chí Xe TV, kênh của em nè anh. Dạ. À, đây là dịch các bà con mình để giá sẵn 30.000 chục các bạn, tùy theo loại nha. À. À, rất là nhiều luôn nè, này hộp siêu to khổng lồ gì dịch này chắc dịch chúa hay gì các bạn. Đó các bạn thấy không, hộp hộp này bự lắm nha, nghe dịch chúa rồi đó, siêu to khổng lồ luôn, quá trời, có cho thêm gạo gầm luôn nha, hộp con nhỏ nè. Bên đây thì bán rau củ các bạn, rất là nhiều mặt hàng rau. Đó, có những tháng này trở lên này đậu gồng rất là nhiều rồi nghe các bạn, bắt đầu hết tháng 8 qua tháng 9 nữa là chuẩn bị mua trướng rồi nè. Ở đây cô chủ rồi bán rượu luôn các bạn, rượu chuối, rượu giấm, nước mắm tương, tường đậu giống như tiệm tạp hóa các bạn, rất là nhiều nè. Ông chú này thì chú bào đang bào xả nha, ai mua xả bào thì chú bán xả bào, còn bao mua nguyên cộng mà chú bán nguyên cộng. Mình có đi chợ Kiên Lương muốn ăn xả bào thì tới đây mình mua, mình ủng hộ chú. Dạ, sáng giờ chú bán được nhiều chưa? Dạ, cũng đỡ nghe. Đủ tô phở rồi. Sáng sớm làm đựng tô phở là ấm rồi.
chiến đấu được tới chiều rồi đó chứ. Thôi là chúc chú luôn bán đắt nha. Dạ. Dịch thật gà. Dạ. À, mình nói các bạn thấy đồng chưa? Cái xíu nữa tí cho xe đi được bên đó cho các bạn xem bên đó ha. Đồng lắm. Tại nãy giờ chuyển mưa á các bạn cho nên bà con giải tán cũng bớt rồi các bạn. Chính tranh thủ bà con đi mua rồi về chợ mưa á. Chứ cái chợ này đông lắm nghe các bạn. À, sáng giờ chị bán đắt không? Đắt lắm, hôm nay lễ bán đắt lắm. Dạ, nó mắc lắm sao nghi, nói sao nghi nghi ngờ quá vậy? Đắt lắm. Hôm nay lễ bán đắt lắm. Dạ, giọng nói của chị mình nghi ngờ quá. Cái chị bán rất là nhiều rau như thế này đó các bạn. Mình muốn ăn rau ở gần đây mà đi chợ Kiên Lương thì mình có mua cũng ra tới đây mình là mua mình ủng hộ chị với. Dạ. Đó, em chúc chị luôn bán đắt mỗi ngày nha. Dạ em là YouTube Chí Xe TV. Quay bánh mì đó nè. À chị lò bánh mì luôn hả? Quay bánh mì luôn nè. À lò bánh mì nướng tại chỗ luôn hay quá. Vừa bánh mì mà vừa chả lụa luôn các bạn. Nhà mình có tiệc tùng hay gì hay đám tiệc gì đó các bạn mà liên quan gì đó thì muốn mua bánh mì hay là cái lụa thì mình tới đây mình mua mình ủng hộ chị luôn các bạn. Rất là tiện ha. Dạ đó. Dạ, con chúc cô luôn bán bánh mì đắt nha. Dạ. Dạ lụa đắt luôn. Dạ. Đây cô bán khô các bạn. Khô cá chạch, khô cá lóc. À, đây là giống như quán ăn hay gì nè. Đây là nãy giờ cũng 5-6 điểm bán hột vịt như thế này, rất là nhiều hột vịt luôn các bạn, từ 35.000, 30, 25, đó rồi 20 nữa nha, tùy theo loại lớn, loại nhỏ thì theo giá cả các bạn, à, loại lớn thì giá lên nhiều tiền chút. À, cô bán xôi mà bán hết rồi, giờ cô gánh về thôi. Dạ, à. Đây thì sạp rau nè, rau trọng thùy nè các bạn. Ha. Ngã tư chợ gà. Ngã tư chợ gà. Đây 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 là ngã tư chợ gà hả chị? À cô nói ở đây là ngã tư chợ gà. Các bạn nhìn nha. Một đường nè, hai đường nè. Đó ba đường, phía sau chiếc xe đằng đường là ngã tư chợ gà. Đường này là đường mặt cũ, còn đường đi thẳng vô đó là đường Chu Văn An á các bạn. Ha. À, chị đây chị bán rau củ như thế này ngay góc ngã tư là của cái quầy rau trọng thùy. Nếu nhà mình có đám tiệc hay gần đây mà đi chợ á, muốn mua sử dụng rau củ như thế này thì mình ghé đây mình ủng hộ chị. Sáng giờ chị bán đắt không? Dạ bán được, bữa nay lễ mà anh. Dạ, cầu mong sao cho chị bán đắt mỗi ngày ha. Rồi, dạ, hy vọng mọi người có đi chợ thì có đám tiệc thì ghé đây mua ủng hộ chị. Rồi. Dạ, đó. Thì bên đây cũng vậy, thì cũng có rau củ mà kèm theo đó là hồng vịt các bạn. Đó, hồng vịt, hồng gà. Sáng giờ chị bán được nhiều chưa? Thế ăn bánh tráng. Rồi không sao đâu, tí xíu nữa sẽ có nhiều người tới ủng hộ chị. Đó, các bạn có tham quan du lịch thì gần đây đi chợ mà muốn mua hột vịt, hột gà như thế này thì tới đây mình mua mình ủng hộ các bạn. À, tiệm tạp hóa gì đó, trứng gia cầm gì đó Quang Vinh nghe các bạn. Kế ngay từ chợ gà. Rồi chúc chị luôn bán đắt mỗi ngày nha. Dạ, rất là rẻ. Dạ cảm ơn chị. Đây mình cho các bạn xem ha. Dạ. Đó, bên đây nữa. Anh với chị bán trái cây. Đó. Đó chị. Rất là ngon, em thích cái gian hàng ở gì? À chị Tiết. Chị Tiết. À bán trái cây ngay chỗ ngã tư chợ gà. Ngay đó. Đây là một review thẳng cái trái đó kêu bằng nhãn gì vậy? Nhãn Thái rất là ngon. Hạt tiêu hiện nay mình bán cho bà con nhiêu tiền ký vậy hả chị? 40.000 nhãn Thái. Rất là ngon. À, đặc sản của Kiên Giang. Nếu các bạn ở gần đây có đi chợ đến chợ chợ tròn Kiên Lương của tỉnh Kiên Giang hoặc là mình có tham quan du lịch gì ghé ngang mà muốn mua trái cây như thế này thì ghé đây ủng hộ anh và chị ở đây vừa bán nhiệt tình vừa vui vẻ. Chúc anh chúc chị luôn ngày nào cũng bán đắt nha. Rồi,
Dạ, em là YouTube Chí Xe TV nè. Đó, kênh của em cảm ơn anh. Dạ, cảm ơn. Dạ. Đây là nhãn tiêu chị nãy chị review sẵn cho các bạn coi, nhãn tiêu Thái phải không? Đó, dạ, hiện tại là bán 40.000 một ký các bạn. Bên đây là thanh nhãn, 60.000. Thanh nhãn 60.000. Đó, mình là cho các bạn giá cả công khai nghe, anh chị công khai giá cả luôn. Khi nào mình đến đây thì chủ yếu mình chọn trái cây thôi, chọn giá cả mình không cần mặc cả đâu các bạn. Em cảm ơn. Dạ. Yeah. Bà con ở đây cũng rất là vui vẻ, nhiệt tình các bạn, không có giấu giếm giá cả gì đâu nghe. Chứ không phải mà khách đến rồi mà chặt chém gì thì không có chuyện đó đâu nghe các bạn, cho nên bạn yên tâm đến với chợ Kiên Lương nha. Đó. Đây là anh đậu dừa nè các bạn. Yeah. Dừa bán dừa tươi nè, dừa bán cái gì nè không biết nữa. Cái lá dứa, rồi lá là lá thơm nữa các bạn. Rất là nhiều nè. À, ở đây thì rau củ các bạn, rất là nhiều rau củ nha. À, ôi ôi mấy cái cải đẹp quá, cải là như cải là trồng thủy canh hay gì đó các bạn, cải đó cải trồng thủy canh đó, trồng dưới nước á, trồng thủy canh dưới nước á. À, trồng thủy canh chứ không phải là trồng trên đất liền trên bờ mình. À, để vô cái chung rồi sau đó cái vàng để mà để dưới mương á. À, dưới mương dưới nước đó, đó gọi là rau thủy canh, rau này rất là sạch, rau sạch lắm, rau này lúc nào cái giá nó cũng cao hơn rau vườn của mình bình thường mình. À, bởi trồng nó rất là khó khăn lắm anh, ví dụ người ta không có đất vườn hay nhiều á mà có cái ao hồ bự á là trồng dưới ao luôn. Dạ, anh thấy cọng rau nó trắng bao phao không, rất là ngon luôn á. À, bên đây thì chị bán cá biển các bạn, rất là nhiều nè. À, quá trời cá biển cá bớp luôn. À, đây thì cô bán xôi. Xôi mọi người ơi, đó ai ở gần đây có muốn ăn xôi, ai ở gần đây có muốn ăn xôi thì tới đây ủng hộ. Đó, chị có bán xôi đậu đen nè, xôi gấc nè, rồi xôi giò nè. À, trung bình bình thường là mình bán cho bà con nhiêu gói hả chị? Dạ 10.000 à. 10.000 là bình thường ha. Còn ai muốn ăn nhiều thì mua nhiều, ai muốn ít mua ít. 5.000 cũng có luôn. Dạ, hy vọng mọi người có đến chợ muốn ăn xôi thì ghé ủng hộ. Em chúc chị luôn bán đắt nha. Cảm ơn. Dạ. Trời ơi, má bán cá còn bự bự không các bạn ơi nè. Cá đồng đó, 47 đây, rất là ngon luôn. Cá lóc con rô 15 đây. Bên đây thì bán rau câu các bạn, rau câu hay gì nè, giống rau câu quá. À, à, sáng ra trời âm u giận dữ nãy giờ mà ông trời ông cũng thương lắm, ông chưa có mưa nha các bạn, để cho bà con mua bán nha. Đậu nè, rất là nhiều rau củ. À, quá trời, cô lôi lặt bông súng rồi ở gì không biết. Đây là bông điên điển nè các bạn, bông điên điển là bông bí luôn nha. Cô này cô bán mắm guốc hay gì các bạn, đu đủ và vào sẵn làm gỏi luôn hả cô, gọi gỏi con guốc hả, guốc chua, guốc chua để làm gì hả cô, chua đó mình ăn mình chấm rau rồi mình luộc mình chấm rau sống rồi mình à. Với quậy hột vịt đổ cái vô chân chân nông thôn vậy là nó vừa ăn luôn mà nó thơm. À, vậy là cái này phải người ta bán người ta bán được bún riêu á hả? Riêu là đó bún khô á, bún riêu là bún khô xào với xả. À, bún riêu là khác hả cô? Còn cái này làm chấm rau, chấm rau với hột vịt. Dạ. Rồi người ta bỏ này vô ăn hả cô? Kìa. Dạ. Cái này rõ đó. Dạ. Cái này là bỏ hết. Dạ. Vậy mình bán cho bà con mình dương bịch hả cô? Rồi. Bịch kia ra cái này 10 đồng, cái này 20. Dạ, đó. Các bạn có tham quan du lịch gì đó mà muốn ăn, đây chắc cũng lẽ là một trong đặc sản của Kiên Lương hả cô? Đặc sản Kiên Lương luôn. Dạ, các bạn ở gần đi. Ở biển dạ.
đó, mình có tham quan du lịch gì đó, ghé ngay chợ Kiên Lương mình mua guốc về mình ăn thử thức ở đây, mình ủng hộ cô. Dạ con chúc cô bán đắt nha. Dạ trong đây bán tiệm bán hả xén các bạn, cái con heo đất nè, cái bình bông, cái ly nè. Dạ em là YouTube Chí Xe TV. Nè cái kênh cho em nè. Dạ em để đây nha. Cái kênh YouTube. À rồi bình bông nè. Dạ. Chí Xe cũng rất là vui các bạn, đến đây bà con ở đây ai cũng niềm nở vui vẻ với YouTube hết trơn các bạn. Dạ. Cô kêu lại cô xin tờ nữa. Dạ con cảm ơn. Con lấy của nó rồi. Dạ. Chợ này bà con rất là vui vẻ các bạn, ai cũng niềm nở thân thiện hết nha. À, cô chuyên chả cá nè các bạn. Em chào cô bán chả cá. Chả này gọi tên gọi là chả cá gì hả cô? Chả cá thu. Chả cá thu. Cái này cô tự làm ra hả? Mua về nạo. À mình mua con cá về mình tự làm ra ha. Nè các bạn nhìn thấy ngon chưa, cô ốp sẵn luôn rồi. Đó mình chỉ mua về mình chế biến thức ăn thôi, nếu mà mình có thời gian á thì mình mua cái mà cô chưa chiên để mình về mình làm theo ý mình, còn nếu mình không có thời gian thì mình mua cái này các bạn, giờ mình làm ăn liền chấm nước tương bóng gì đó mình muốn ăn xong mình ăn tiền mình nha. Hiện tại đây mình bán cho bà con nhiêu tiền ký vậy hả chị? 120. 120 chiên sẵn á ha. Còn nếu mình chưa chiên? Chưa chiên 100. Các bạn ở gần đây có đi đến chợ này mà muốn ăn chả cá, hoặc là mình ở xa mà mình đi tham quan không có Hà Tiên rồi về ghé ngang muốn ăn chả cá thì ở đây mình mua mình ủng hộ nha các bạn. Em chúc chị luôn bán đắt mỗi ngày nha. Dạ. Tên anh tên gì? Dạ em là YouTube Chí Xe TV. Tên của em nè. Mở mở YouTube kênh này nè. Dạ nhập cái tên, nhập cái tên kênh em vô là gặp. Em cảm ơn chị. Đùi gà, cánh gà, bụng cá ba sa, cá lóc, cá rô. Rất là nhiều luôn. À, chị thì bán đắt quá, bán hết một mâm rồi các bạn. Mới giờ này mà chị bán hết một thao bự rồi nha. Đây thì mấy cô bán cá biển nè. À, cô bán cá trong đây à. Lát nữa mình đi đường ngoài trước các bạn cho nó đỡ nắng các bạn, một chút xong rồi mình vô đường trong chúng ta xem ha. Cá dương hồng, cá dồ, cá lóc đó, cô bào rau ghém đó nha. À, rất là nhiều rau nè. Cái cây quá trời bưởi luôn, bưởi táo xài gì rất là nhiều nè các bạn. Dạ mận nè, quýt rất là nhiều đồ trái cây như thế này nè các bạn, rất là nhiều ha. Bên đây là một tiệm giống như tiệm tập hóa các bạn, bán bánh, bán kẹo, bán đường đậu dừa nhóc trên ha, quá trời nè. Đó. Quá trời bánh bía luôn. Rồi. Đó có một bà má bán bánh mà bà bánh bò 10.000 một bịch bánh bò. Dạ sáng giờ má bán đắt không má? Bán thì cũng được. Anh cô ơi. Đó. Má bán bánh bò với bánh gì má? À, bánh bò với bánh quy. Bánh bò bánh quy. À. Một bịch nhỏ thì má bán 10.000. Bịch lớn thì 20. Bò thì bò lên. muốn nào bò lên. Đó. Hay là muốn quy hoàng. Đó, có cô. Đi giờ bò lên đi rồi mới quy hoàng. Tôi nói dần luôn á, bò lên đi Quy Hoàng. Dạ. Tôi biểu bạn này, bò lên đi, rồi này Quy Hoàng. Đó, rồi bên đây là xôi, là xanh xôi nảy nở. Đó. Cái nào cũng tốt.
À, con nói nghe thấy mê không các bạn? Nếu các bạn ở gần đây phải tranh thủ lại mua bánh. Vậy là cô mua bánh gì rồi cô? Lúc túng hết trơn rồi. Bánh chạng cũng có, bánh xôi cũng có nữa. Nhiều thứ quá. À. Chạng đứng nữa, dạ con nó đậu chạng. Cô mua một bọc bự luôn. Cho nó ăn đừng nó đậu chạng. Dạ. Chắc ăn vô bắp luôn. À, rồi. Không. Bắp á là cho nó ngồi nó cạp, đừng nó không có bấm điện thoại. Không. Nó hai cái tay nó cạp bắp rồi nó không có bấm điện thoại. Đó. Cô rất là vui vẻ các bạn. Thôi chúc cô nhiều sức khỏe nha. Dạ. Đó má bán nè. Con chúc má nhiều sức khỏe. Ngày nào má ngồi đây thì ngày đó má luôn bán đắt nha má. Dạ. Thế bên má thì có chị bán chè các bạn, chè đậu trắng nè. Dạ. Bánh da lợn nè. Rồi bánh tầm mì, rồi bánh bò nước cốt, rồi bánh chuối, bánh quy. Đó, rồi các bạn nhìn thấy nó như nước mát nè. Quá trời nhiều ha. Nếu mình ở gần đây thì quà mì gói hả? À, con mới đi chợ gì á hả? Con ở gần đây không? Đâu rồi? Mất tiêu luôn rồi. Mẹ đâu rồi? Nếu nhìn mất tiêu mẹ luôn rồi. À, muốn ăn thì tới đây mình mua, mình ủng hộ chị nè các bạn. Đó, đây là chị chủ nhân của cái quầy bánh nha. Đó, em chúc chị luôn bán đắt nha. À, đây thì tiệm giống như tiệm tạp hóa các bạn, bán rất là nhiều bánh nè. À, từ bánh bía, bánh trung thu, tới mùa bánh trung thu rồi nè các bạn. Cho nên rất nhiều ha. Đó là trên khu trung tâm á các bạn, ở trong á. Đó là các bạn thấy như là thịt quay nè, chả ha, chả lụa. Có nhiều nè. Chúc chiếc xe đi giáp hết cái con đường này rồi chiếc xe đi vào công khu trung tâm cho các bạn cùng xem ha. Các bạn xem nhớ cho chiếc xe xin một like ha các bạn. Rồi, cô bán rau dường nè. Rau này rau gì không biết nữa, rau gì nữa. Rồi mộc tơi, cam sành, bánh bò. Các bạn thấy cái chợ này trái cây nhiều chưa? Quá trời trái cây luôn. Qua hộp vịt, hộp gà, đậu, mướp, bí, gạo, mua hộp gà luôn, cô mua, dạ, à. Rau dừa, bắp, quá trời bắp luôn, chắc ăn như bắp luôn. Đồ chai nữa, má bán đồ chai. Quá trời đồ chai luôn mọi người ơi. Ai có ăn chay hay mua đồ chay tới đây mình mua mình ủng hộ nè các bạn. Dạ, chúc cô luôn bán đắt nha. Một bịch là 10.000 các bạn. Cô bán một bịch 10.000. Rồi quá đắt luôn. Dạ ở đây cô ăn chay luôn. Dạ. Bình thường thôi hả? Quá nhiều nha. Dạ. Con chúc cô luôn mạnh khỏe. Ngày nào cô cũng bán đắt nha cô. Dạ không. Ngồi như số luôn đi. Hết mệt thì nghỉ nha chú. Dạ. À, đây thì quay về trái cây. Dạ, quá trời trái cây luôn. Loại trái cây gì cũng có hết các bạn ơi.
Dạ, Thiên Lương này phải nói là ngập tràn rau củ quả trái cây, rồi hải sản nữa, cái gì cũng nhiều hết trơn á các bạn. Là bà con tiểu thương ở đây ai cũng niềm nở, ai cũng vui vẻ hết các bạn. Đó, cô bán bánh bò nè. Đó. Đó, chú ơi mua bánh bò đi chú ơi, chú mua chú biết bỏ đâu nữa. Giá trời nhiều rau nè. Dạ. Đó, má bán rau nè. Rau đó là rau mồng tơi á má. Ủa rau đắng con nhớ nó bự lắm, nó cộng bự đó, bự lắm mà má. Ở cái này là đắng đất ha. Cái này đắng biển. Sáng giờ má bán được nhiều chưa má? Chưa. Dạ, bữa nay chợ em chín là chắc lẽ là bán được mà. À má mới dọn ra ha. Đó, má bán mỗi ngày hả má? Mỗi ngày má tôi đều ngồi bán rau ở đây như thế này các bạn. Nếu mình ở gần đây mà có muốn mua rau về ăn á thì ở trong chợ Thiên Lương mình ghé vô đây ủng hộ má. Đó. Đó má ơi, có một chị ra ủng hộ má này kìa. Đúng rồi. Mua bánh bò luôn. Dạ. Đó. Chị ủng hộ má. Đó. Má bán cho bà con mình 5.000 một lọn hả má? Dạ. À, bên đây có tìm theo bánh bò. À. Dạ. Con chúc má nhiều sức khỏe nha má. Ngày nào má cũng bán đắt nha. Dạ. Dạ. Đó, ai muốn ăn bánh bò thì nhớ vào đây có một chị bán bánh bò. Em chúc chị bánh bò bán đắt. Nhiều chục. Đó, chục ba, 30, 20 gì đó biết. Bên đây thì bông, bông hoa, quả trời bông nè, quá trời bông luôn ha. Bên kế bên bông thì có một tiệm đồng hồ, đó, vừa bán đồng hồ vừa bán đồng hồ vừa bán mắt kính nha các bạn. À, 9 giờ các bạn, nắng lên, có nắng rồi, kệ mà thà nắng chút xíu mà bà con bán được các bạn, chứ mưa bà con mình không bán được nha. Gô, chắc cá gô đồng quá, à, cá gô đồng, chả cá, cánh gà, à, đây dưa hấu, nhìn gồm, nấm gồm nha. À, chị sẽ bán, chị bán đắt quá rồi. 65.000. Cũng một đường đó nha các bạn. À, cô bán mắm ruốc nè, mắm chua giống như nãy nè các bạn. Nãy cô kia bán mắm chua trang vậy á, mà ở đây cô này có thêm cái nữa là bông điên điển làm chua các bạn, giống như dưa bông điên điển. À, lương nè, cá dồ nè, tép bạc. Đồ chơi trẻ em rất là nhiều các bạn. À. Cá biển nè, cá biển tép bạc rất là nhiều nha. Rất là nhiều rau củ luôn.
qua bỏ vô bịch sẵn về các bạn. Rồi chị bán quá đắt luôn. Thôi nãy em thấy 3-4 người mua của anh chị đấy mà. Chào mừng các bạn đến với chợ Kiên Lương. Chào mừng các bạn đến chợ. Chợ Ba Hồ, chợ Hải Sản, chợ Đông Lá. Dạ. Quay quay chợ Ba Hồ. Chưa chị. Chào mừng 14 ngày nữa em. Dạ dạ, cảm ơn chị. À. Rất nhiều. Bắp 6.000 một trái nha. Nè. À, chị bên này chị bán cua nè, cua bán qua kia nè. Hồi sáng giờ là chị bán đắt không? Dạ, 250 một ký, cua ăn bao ngon, bao ngon bao thịt. Dạ, ở tại chợ Kiên Lương. Nếu các bạn ở gần đây có đi chợ muốn ăn cua hay tham quan du lịch gì đó mà vô tình ghé ngang chợ Kiên Lương thì mua cua về thì vô đây ủng hộ cho chị đẹp ở trong chợ Kiên Lương. Chúc chị đẹp ngày nào cũng bán đắt nha. À, em là YouTube Chí Xe TV nha. Đây là kênh YouTube của em mà chị. Nhớ cho em một like nha. À, đây cô bán thịt con bà kia. Con này thịt con gì không biết con gì nha. Gà con hay gì? Dạ không biết cái gì nữa. Con gì vậy? Con cúc hả? À, thịt con cúc. Ai muốn ăn cúc thì vô đây ủng hộ. Chúc chị bán đắt hả chị? Đây là xôi gà, xôi mặn gì nè bạn. Gà xôi mặn nha. Đó, bên đây là tiệm đồ sắt, về ống nước luôn nè. Đó, quá nhiều luôn nè. Đó. YouTuber. Dạ. Mình nè. Giáp cái này để mình quay vô trong, quay bên khu vực bên trong cho các bạn xem ha. Trong đây các bạn, dạ trong đây ha, trong đây cho các bạn xem ở trong khu vực trong đây bà con mình rồi bán gì trong đây nha. À, rau củ, à, con rau nè, rất là nhiều rau ha. À, rồi tôm cá, tép bạc, à, cá biển, à, cá đối nè. Cái gì không biết đâu. Cá mắt bự. Không. Cái này giống con cá chim không biết phải không? Cá chim. Dạ. Cá nhiều luôn nè bạn. Cá chẽm nữa nè. Đó, mình có muốn mua cá thì mình vô đây mình mua, mình ủng hộ chị trong chợ Kiên Lương nè các bạn. Sáng giờ chị bán đắt không chị? Dạ, chợ lễ hy vọng bữa nay với ngày mai là bán sẽ đắt nhiều quá chị. Bà con nghỉ lễ gì đây là vòng đám tiệc rồi kia đó đi chợ rất là nhiều á. À, hay ở gần đây có đi đến chợ Kiên Lương này thì mình vô đây mình mua mình ủng hộ các bạn. Em chúc chị luôn bán đắt nha chị. À. Rất là nhiều rau nè. Dạ. Dạ, lên TV. À. Đây thì cá dồ. Cá diêu học. Cá lóc. Cá gô, ớt. À. Trong trung tâm này bà con bán thức ăn rất là nhiều nha các bạn. Đó, bún riêu, cháo, hủ tiếu gì trong đây là nhiều lắm nè. Dạ đủ món luôn. Dạ. Cá lóc như vậy là mình bán cho bà con nhiêu ký vậy hả cô? 65 mình làm sẵn luôn hả cô? Không, em bán riêu con. Dạ, mình dạ. Cô bán ở trong chợ Kiên Lương các bạn. Mình ở gần đây có đi chợ muốn ăn cá thì tới đây mình mua mình ủng hộ cô. Dạ. Chúc cô luôn bán đắt nha cô. Dạ. Để em hoành lại. Đó, đây cá dê, cá cha, cá dồ gì nè các bạn, rất là nhiều nha. Còn cá lóc, cá gô nè. Đó, có một chị bán cá nè. Đó, hôm nay thì gian hàng bán gạo.
rất là nhiều gạo luôn nè. Cá lóc quá nhiều. Lóc mà chắc là lóc đồng quá. Lóc đồng hả chị? Dạ. Ở đây là vùng biển, không biết cá lóc đồng này mắc không nghe các bạn. Mình không biết nữa. Hiện tại mình bán cho bà con nhiêu ký hả chị? 120. Wow, cá bóp. Con cá bóp bự chào bá lửa luôn. Dạ. Cá bóp này có 200 không chị? 250 không? Đó đó ha. Đó, mình ở gần đây có đi chợ muốn mua cá lóc đồng giống như thế này các bạn nè. Thì mình ghé đây mình mua, mình ủng hộ chị. Em chúc chị luôn bán đắt nha. Dạ. À, phía sau chị là một nhà bán gạo, quá trời gạo luôn các bạn. Mua gạo ra rồi mua cá ra về làm ăn luôn. Đó, bên đây cô bán vịt nha. Rất là nhiều vịt nè. À. Dạ, quay quay bà chủ chợ nãy rồi. Dạ. Sáng giờ. Sáng giờ chị bán đắt không? Nói cho khán giả nghe đi. Mệt, có mệt, đắt quá nó mệt luôn không biết rồi. Chị bán là vịt các bạn nha. Vịt như thế này bây giờ mình bán cho bà con nhiêu ký hả chị? 100 ngàn. Đó, nếu các bạn gần đây có đám tiệc thì các bạn trực tiếp tới đây liên hệ với chị. Với lượng số lượng nhiều thì có lẽ là chị giao cho rẻ hơn các bạn. Đó. Chú ở đâu vậy? Ở Vĩnh Long. Kênh YouTube Chí Xe TV. Đó. Hai cháu. Cháu à. Dạ, mình hiếu đó chị. À, chúc chị chúc chị luôn bán đắt mỗi ngày nha. Dạ. Ngoại ơi. Anh mới không có gì kêu chú xuống quay. Dạ đúng rồi. À, bên đó thì quá trời nhiều gà vịt luôn các bạn. Nguyên gian hàng này bà con mà đã bán gà vịt nha. Rồi bún giá. À, rồi gỏi rau ghém nè ha. Hồi đang ăn Huy. Đó, quá trời rau luôn, rau ghép. Đó, mấy cô rồi vào rau muống. Rồi, rồi sống nè. Sáng, dạ, sáng giờ chị bán đắt không? Đó, chị bán rau sống với rau ghép. Nếu mình ở gần đây mà muốn mua rau như thế này thì vô trong chợ này mình ủng hộ chị các bạn. Em chúc chị bán đắt mỗi ngày nha. Dạ. À, bên đây mấy cô bán bún nha các bạn, bún giá hủ tiếu nha. Chuối đó, có một anh trai bào xả quá trời luôn. À, anh bán xả nguyên cộng, ai muốn mua xả bào thì anh bán cho xả bào. Đó, gần đây mình đi chợ muốn mua xả thì vô đây mình mua, mình ủng hộ anh. Đó. Em chúc anh bán đắt nha anh. Không, đàn ông thì cũng ít có ai mà giỏi ngồi chịu ngồi bào giống vậy lắm các bạn ơi. Dạ đó. Đây là một tiệm giống như tiệm bán tạp hóa các bạn, phối hợp với rau củ giống như thế này ha, chanh tỏi ớt đồ gia vị nè, tiêm nếm ha. À, bên đây thì cũng bán tạp hóa như thế này với đồ gia vị nè các bạn. À, và mình đi ngược trái ra các bạn. Bên đây thì bán cá đối, cá đuối với cá úc. À, bông súng, bông súng ơi, bông súng miền Tây. À, đó. Đó, các bạn nghe cái câu đó cô nói chưa? Đó, còn là mấy rồi là mấy người đẹp không có nghe? Vừa bán gà, bán chả cá nè. Ôi ôi, con cá nó bự. Dạ.
Dạ, mấy chị ở đây rất là vui tính các bạn. Mình ở gần đây có tham quan du lịch thì đến chợ với Kiên Lương thì mình muốn mua cá. Cá biển giống như thế này á, là cá bóp với cá chim với cá chét. Thì ghé đây mua ủng hộ chị. À, nếu các bạn ở xa. Dạ, để trí xe tivi. Nhà trí xe tivi. Dạ. Dạ. Ai muốn bóp, ai muốn chim gì đó thì tới đây mình mua ủng hộ chị nha các bạn. Chết thì vô đây luôn nè, bóp chết luôn nè. Dạ, dù sao thì em cũng cầu mong cho chị luôn bán đắt mỗi ngày nha. Dạ, cái thằng Tân được rồi chú ơi, con nó có 42 tuổi hả? Dạ. Cái thằng chị tuổi tới. Rất là nhiều cá ngon. Dạ. Ở đây luôn. Dạ. Đó, cá biển các bạn nhìn thấy đây, cá biển quá trời luôn ha. Chim trắng mồ côi. Đó mình mua rồi, người chủ ta làm sẵn cho mình luôn các bạn. Làm sẵn vậy luôn nha. Về nhà mình rửa sạch là mình chế biến thức ăn thôi, khỏi làm. À, mấy con. Lên. Nó chạy cá biển luôn. Nhìn cá thì ngon quá, trắng phao nhìn thấy ngon quá các bạn. Cá này bây giờ làm gì ăn ngon nhất hả chị? Mình là chiên tươi hay gì thì thôi chị. À, làm gì cũng được. Cái gì thì cũng ngon. Dạ. Dạ. Hiện tại giờ mình bán cho bà con nhiêu tiền ký hả chị? 130 ký các bạn. Cá tươi không thì ở đây là biển mà các bạn, cái bên biển này, sát bên luôn á. Đó, mình muốn ăn hải sản cá biển như thế này thì vô đây mình ủng hộ chị nè các bạn. Em chúc chị bán đắt nha chị. Cam bánh chuối gàu ghém rồi. Gàu ghém nè, chuối nè, rồi thêm cái gì không biết nữa, bông súng cái gì nè, gàu súng măng. Sáng giờ là chị bán đắt không? Cũng được lay gai. Hiện tại gàu ghém ở đây như thế này mình bán cho bà con nhiêu tiền ký hả chị? 30 ngàn một ký. Nếu các bạn ở gần đây muốn mua gàu ghém vào trong chợ Kiên Lương mua ủng hộ chị. Em chúc chị bán đắt nha. Dạ. Dạ, em là YouTube Chí Xe TV. Tên của em. Dạ, em cảm ơn chị. Mắm này các bạn, mắm sặc, mắm lóc gì nè. Bên đây thì bà con mình bán mấy cái đồ để bắt cá nè các bạn. Mấy cái lờ, cái lợp gì nè ha. Đó, rồi lòng bẫy bắt chuột gì đủ thứ hết nè. Mốt nữa nè, mực nè, rép, tôm, đó, cá chốt, đó. Luôn tép về xào mớp hả cô? Cái bạc này đã mốp nó ngọt rồi thêm mấy con tép vô nữa sao chịu nổi. Hết nồi cơm luôn. 20 ngàn đồng là tép bạc xào mốp về rửa sạch, lặt cái đầu rửa sạch đập dập hết con là ngon luôn. Rồi bên đó mấy con cá phè, cá chèn vậy các bạn, phèn quá. Cá đó khô ăn là nhức nách luôn nghe các bạn. Rồi, quá trời nhiều, ai cũng mua vô đây mình mua trong chợ Kiên Lương nghe các bạn. Hai con cá rô phi nữa, rô biển, à cá rô biển nha, cá chốt nè, em chúc chị bán đắt nha. À, cô đây là cô bằng cá lóc cho bà con nha, xẻ ra luôn. À, cô bán hết hay gì rồi các bạn ơi, hết trơn mâm luôn nè. À, cô bán đắt quá, chúc cô bán đắt mỗi ngày nha cô. Cô bán hết,
món lừa cá rô, món cái bầu. Người gì à? Một quầy bán cái đồ ăn sáng, đồ gia dụng gì các bạn, gỗ nè, gỗ sách. Ok, mình đi lại đường kia cho các bạn xem ha. Đoạn đường đặng đỡ mình là chưa đi các bạn. Vô đây cho các bạn xem ở trong đây. Cái đường ngang dưới đây bà con bán gì dưới đây nha các bạn. Kè măng luôn. Bên đây thì bán mấy tiệm tạp hóa các bạn. Bánh kẹo rồi ha. Rồi trà nè. Bánh. Bên đây thì giống như đồ ăn sáng các bạn. Dạ. Em là Chí xe TV. Chí xe TV. Em ở Vĩnh Long. Dạ. Rất là nhiều. Bên đây bán cũng cua đồng xay 1 kg 80k nè các bạn. Bên này cô bán trà nè, đậu bắp, sả bầm, mì dưa chua, dưa lạch chua rồi đó các bạn. Dạ. Đó, có bún he rồi nhiều cái mặt hàng gia vị nêm nếm này. Em thử với 30 qua đó nha. Trong đây hả? Em đưa chị rồi chị cầm nội mà. Ừ. Cho chị gì nữa? Nửa ký bún đi. Nửa ký bún đi. Đây là nửa ký bún. Về bún xào thịt luôn hả chứ? Dạ. Nay mấy em mấy cháu đồ về. Ừ chị đi. Dạ. Quay mình hả chị? Quay thấy đi đừng quay mình. À quay qua chị chủ ha. Ừ quay chủ đi. Chị chủ Quang Đắc. Vì tôi vô một cái là uổng cùng phim từ sáng giờ quay. Thôi không vậy không. Dạ thôi. Tính trắng vuông á, chị bánh trắng chị không mê đâu. Không phải không giúp nước. Dạ rồi. Em chúc chúc chị bán đắt nha chị. Dạ. Ok. Dạ. Cảm ơn chị. Cái này á là nó dẻo chứ không phải là giúp nước, chị để rau vô là cuốn là được rồi mà thiệt nó ngon dữ lắm. Đây tới chợ gà vịt rồi các bạn. Đó, gà vịt sống nè. Chả cá. Cá thật lát. Đó, chả bán cho chú. Dạ em đi quay phim. Đó đây cô bán chả nè các bạn. Sáng giờ cô bán đắt không cô? Không biết đắt không mà bây giờ sắp sửa đi Bình Dương hết rồi chứ. Giờ chú quay cho kệ thịt kìa, mấy chục kệ thịt mà bây giờ phải là còn có mấy kệ gì đó, người ta dạ. Muốn chích đứng chích ngồi hết rồi. Cái này gọi là chả cá gì hả cô? Chả cá măng. Chả cá măng, ngọt. Cá nước ngọt. Nếu các bạn ở gần đây có đi chợ Kim Lương muốn ăn chả cá măng nước ngọt thì tới đây mình mua mình ủng hộ chị nè các bạn. Dù sao thì em cũng cầu mong cho chị luôn bán đắt mỗi ngày nha. Dạ, mấy cô ở đây trong đây thì cũng đang thở bán chậm quá các bạn. Tại vì bà con đi chợ thì đa số đi đường ngoài không mà ít ai chịu quẹo vô trong đây các bạn. Thường thường mấy cô trong đây thì ai cũng bán chậm lắm nha. Đó, bán cá. Có nhiều cá lóc không bự không nè các bạn. Đây cũng chả nữa nha. Bên đây thì cũng
có tôm, cá gì nè, tôm bạc, tôm thẻ gì ha, mực. Đó. Đi bán chả. À. Chả cá. Chả chiên giò, chả chiên chiên mì. Cá lóc, cá chốt. Cá biển nữa các bạn. Nó nhiều ha. Mình đi vô trong đây cho các bạn xem ở trong khu mà còn bán thịt ở đây. Đấy. Đúng rồi. Đó, mình đi bán cá biển nè các bạn. Chị bán cá biển quá nhiều luôn nha. Đó. Sáng giờ bán đắt không chị? Sáng mai vô cơ mà đắt. Em thấy bên ngoài tao bán cũng tấp nập ở bên ngoài. Dạ. Các bạn nhìn cô chia sẻ trong đây không ai vô, các bạn nhìn nè ha. Đúng là chỉ có mấy cái cô tiểu thương ở trong đây thôi, còn mình không thấy khách. Dạ. Chị cũng bán cá biển ở đây rất là nhiều các bạn. Cái này cá bạc má hay vậy chị? Cá chà bạc. Cá gì? Không biết. Đó, các bạn ở gần đây muốn mua cá biển thì tới đây mình mua, mình ủng hộ chị. Cá này là cá chà bồn nè. Người ta đang quảng cáo cho chị hả? À. À, em bé đẹp trai. Dạ thôi dù sao thì em cũng cầu mong cho chị luôn bán đắt nha. Dạ. Dạ. Bên kia thì bà con mình là bán thịt các bạn, hai tiệm bán thịt này. Dạ em là YouTube Chí Xe TV chị, em đến từ Vĩnh Long. Dạ. Trên YouTube của em là Chí Xe TV. Dạ, dạ. Chú với con ở xa quá mà đâu biết con ở đâu đâu. Lâu lắm chú mới trở lại đây nữa. Cả năm sau nữa chú mới trở lại đây. Rồi rau củ nè các bạn. Rất là nhiều nè. Hỏi chị này thử coi chị bán đắt không. Đó. Quá trời rau luôn. Sáng giờ chị bán đắt không chị? Bán chậm quá các bạn ơi, chị lắc đầu luôn. Chị bán rau củ như này thì rất là nhiều các bạn. Còn mình có đi chợ thì mình muốn mua rau củ mình cũng nhớ ghé vô đây ủng hộ bà con tiểu thương ở trong đây các bạn. Em chúc chị luôn bán đắt nha. Dạ. À. Thì bà con bán thịt nè. À, thịt heo. À, cái cô bán thịt. Thịt heo, thịt bò. Đây, thịt bò. Anh quay ở dưới mới đi lên. Ai cũng than hết trơn. Bà con mình than quá trời. Buổi sáng em thấy bên kia người ta đổ xô đường bên kia, bên kia không à? Chợ làm xong rồi, không có mà nhà nước không có lùa vô. Dạ. Không có lùa vô. Chị ở đây chị bán thịt bò các bạn. Dạ. Đó, có bò trâu kèm theo số điện thoại, nếu mình ở gia đình mình có số lượng đám tiệc mình đặt nhiều thì có thể gọi trước cho chị hoặc là trực tiếp tới đây liên hệ với chị trong chợ Kiên Lương. Dạ. Đó là chị Nguyễn Thị Mũi bán trâu bò ở đây mỗi ngày các bạn. Dạ. Dạ em cầu mong sao cho chị luôn bán đắt mỗi ngày nha. Dạ em cảm ơn anh. Dạ. Em là YouTube Chí Xe TV. Dạ, em có coi rồi. Dạ, toàn là để thùng thái đồ không à. Dạ. Không có lùa vô, kiểu như là các chợ hết trơn là chỉ có cái chợ Kiên Lương mình thôi. Dạ. Anh đi các chỗ khác là chợ người ta đông đúc, còn chợ này như là không có người đi vô đây sợ gì á. Chợ ma. Cúng ba liền quá. Dạ, đây là quầy hàng mà bà con mình bán mắm các bạn. Các loại mắm nha. Dạ. Đó. Mắm rồi cục ngọt, đường, muối. Giống như vừa bán tạp hóa mà vừa bán phim mắm này các bạn.
rất là nhiều nha. Mắm rồi có khô nữa. Đó, mình muốn mua khô mua mắm thì mình vô trong ở đường là trong phía trong giữa này kìa, trung tâm này các bạn. Rồi khô cá mặn, khô cá lóc ha. Đó, rồi khô cá lưỡi trâu, khô cá đuối nè các bạn. Các bạn thấy nhiều nhiều là khô lắm nha. Có người bán không có người mua. Dạ. Chú chia sẻ có người bán không có người mua, vắng lắm các bạn ơi. Bà con mua bán bên ngoài là nhiều nha. Còn ở trong đây thì ít có ai đi vô. Và mình đi ra các bạn ơi. Còn mấy khu chợ thì lúc nào ở trong trung tâm cũng trống vắng các bạn. Còn đa số bà con đó, các bạn nhìn thấy bên ngoài không? Bên ngoài thì lúc nào người ta đi chợ cũng đông lắm các bạn. Mà bên trong trung tâm thì ít có ai chịu vô lắm các bạn. Ta đi tiện đường bên ngoài cái người ta ghé người ta mua xong người ta lên xe người ta về luôn các bạn. Cho nên ai mà trụ ở trong thì các bạn nhìn thấy cũng rất là bán hế nha. Rồi ai cũng than kêu than các bạn. Các bạn thấy cũng hơn 9 giờ gần 10 giờ rồi mà ở đây vẫn đông đúc như thế này các bạn. Dạ thì phía xe cũng đã đi giáp với khu vực chợ rồi các bạn. Cái đoạn này nãy chiếc xe cũng đã đi rồi nè các bạn. Mà tới bây giờ vẫn còn đông nha. Giờ thì chia sẻ xin kết thúc video tại đây ha. Nếu các bạn có thấy thích video này thì cho chia sẻ xin một lượt đăng ký, bấm vào nút đăng ký kênh, bấm like. Giờ thì chia sẻ xin tạm biệt các bạn ha. Hẹn gặp lại các bạn ở trong một video tiếp theo nữa nha.